một tháng là bao lần là dễ thương quá rồi lên ghế rồi cái học chưa rồi dễ thương yếu một năm hai hàng ha rất dễ thương khán giả thành phố này đó khán giả tôi này rất là dễ thương rất là có trật tự rất dễ thương rất trật tự ha. Đó, bà con là bữa nay là về đang là rất là đông nha cô chú anh chị. Hiện tại là cái xe dẫn tới bên kia luôn. Hôm nay có cái đại diện nó nhiều giới thiệu. Dạ, con muốn chào hết bà con quê hương mình nha. À, dạ, con là con của mẹ bốn lại chứ bảy lăm địa phương đây. Thì trước kia nhà con thì ở bên ngoài trại á, vừa mới về ở bên đây được 6 năm rồi. Cảm ơn với bà con qua đây là đã hàng xóm con ha. À dạ hôm nay thì được nhờ của chị Thu của bên Mỹ chia sẻ với bà con quê hương mình tâm thành gạo mỗi người một bao gạo 10 ký tặng với lại thì bây giờ là đang chuẩn bị phát gạo nha cô chú anh chị. Đó, bà con là đến rất là đông và mỗi bà con thì cầm một cái tấm vé, cái phiếu này thì có phiếu thì mới được nhận gạo nha cô chú anh chị. Đó, thì bữa nay là 100 phần. Đó, bây giờ là anh Niêu cùng với mấy anh em mà đang chuẩn bị để trong cái giờ phát gạo thì có một cái chú ở khu phố. Trước hết là kính thưa về lòng của anh Nam và cho biết là ở cô quê hương của cô vừa là khu phố Thượng Tam và thường trú đang làm ngay xa thành phố Hồ Chí Minh có khó khăn cũng như là cháu của quê hương của quê hương có trong riêng là khu phố Thượng Tam và khu phố Bình Đức. Tôi đại diện cho quê hương thứ nhất là xin chân thành cảm ơn vợ chồng của anh Lam và cha Tiến có tấm lòng từ thiện giúp đỡ cho con quê hương mình là những người hộ nghèo và những người khó khăn. Tại đã cả tôi đại diện quê hương có đoàn xin chân thành cảm ơn. Và tôi cho chúng tay á. Dạ, cảm ơn chú Đường nha. Và một lần nữa là con cảm ơn đến chị Thu, một thành viên có thể của cả tự nhiên. Và có biết rằng là làm sao bây giờ nữa thì cô chú và thầy cô một thương một bên thương mình mà đã từng miền trung nghèo khổ mà sau một lần nữa con sẽ về chia sẻ yêu thương bà con được nha. Dạ con mừng luôn á, cảm ơn bà con nhiều, rất là tự thương ha. Nhìn cảnh bà con nhiều mà con chúng tôi đưa mắt luôn á. Dạ cảm ơn con rất nhiều nha. Bây giờ con bắt đầu bán bà con nha. Dạ để bà con ngồi nhé. Anh tôi mượn cái đó anh. Này là ở phía bên trong nha cô chú anh chị. Nó đang chuẩn bị đội hình hết. Cô Năm là sẽ lấy phiếu ha. Bây giờ em chọn từng người mình lên hình ảnh trước ha. Rồi cứ lấy đi. Em xu thì làm nha. Dạ. Cứ vô ai ha. Dạ bây giờ mình bắt đầu luôn nha. Bắt đầu. Bây giờ tí hỗ trợ cho người. Dạ. Đó đi. Dạ. Đó cô. Dạ. Dạ tới đây đi. Dạ. Rồi đây là cô đầu tiên được nhận gạo nha. Năm người thôi nha. Cho 5 người thôi nha. Đây là cô đi một hàng đây ha. Cô nào ấy xong đi hàng bên đây nè. Hàng đây nè. Đó, cô vô đây. Khác ha. Cô vô ngoài xếp hàng. Đi ra ngoài đi. Vô trong đây đi ra. Đó, ảnh cho 5 người vô đây. Đây, cô này. Rồi đi ra luôn cô ơi. Rồi lãnh dần thôi. Nghe gì này hai thấy cô.
không là hai người đó. Hai người. Rồi, cô cái đây cho cô luôn. Cái đây cho cô. Máy vào. Máy. Máy con nào? Máy không? Máy không? Máy không? Máy không? Máy không? Máy thì ngày hôm nay cũng nhờ chị Hương Mỹ của chú anh chị thì em cảm ơn chị rất là nhiều nha chị Hương, cũng như chị trợ viên cùng với mấy anh em cùng với việc mà chị đang làm việc thiện để hồi hướng công đức cho chú Vũ Linh và giúp đỡ bà con khó khăn có hoàn cảnh đặc biệt ở quê nhà của anh Liêu. Chúc chị thật là nhiều sức khỏe, để sự như ý, làm gì được đó nha chị Hương. Để mấy cô nào nhận nhiều quá thì mình đem hỗ trợ phụ, còn một bao là mấy cô có thể mẹ của anh yêu mà tưởng đâu cho cô lãnh dạo à rồi tính kêu rồi đó. Đó, mấy cô là được nhận quà thì ra về với cái vẻ mặt là vui mừng của chú anh chị. Con chào cô nha. Dạ. Rồi xe cô đâu cô? Xe này đúng không? Dạ cảm ơn nha. Đứng ngoài này nè hả? Đứng ngoài này.
không giờ cháu mày cái đi phải không? Tao nhận cái gì mày với tao rồi ăn rồi. Ủa bữa nay phát nhanh nè, bữa nay phát nhanh rồi ngày qua cô chú anh chị. Chú hỏi là anh ở mộ Vũ Ninh hả? Dạ đúng rồi. Dễ thương ha. 11 bao chứ hai bao của bên kia còn dễ thương chứ. Không chạy ra. 11 bao đó để đó. Mạnh khuyến không? Dạ. 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 Rồi chú bắt tay từng người luôn cô chú chị ơi. Phiếu luôn, phiếu luôn. Rồi vô luôn cô ơi. Đó, bà con ở dưới quê có gì không? Đó, mình còn vô. Còn tới 10 bao nữa mà. Dạ. Em mất cười. Dạ, để cô đây. Anh đã làm gì với thằng bé? Đây. 3, 5, 6, 7, 8, 9. Còn 9 phần nữa. Còn 9 phần nữa, cô chú anh chị ơi. Chồng ghế tới học dưa đây, thời gian ngồi chờ. Đó, giờ mình chờ hả? Nè hút lôi đâu vậy? Đằng sau kìa, đằng sau kìa. Đưa hai cái điện thoại lên trời luôn. Nha.
Đó, hiện tại là bà con cũng đã nhận rồi cô chú anh chị. Bây giờ chỉ còn là 9 phần nữa ha. 9 phần nữa là sẽ kết thúc cô chú anh chị. Hai người kia mới vô. Kìa con nữa kìa, tới rồi. Dây dây nó, dây nó rồi. Đó, cô chú anh chị tới rồi. Rồi chú mang phiếu tới luôn. Để phiếu đó bà con nữa kìa. Đó bà con tới nữa nè. Hai phiếu luôn. Rồi vô đây cô ơi, vô đây luôn. Rồi vô phía trong này luôn cô. Vô đây nè cô. Rồi ngoài một phiếu nữa. Rồi vô phía trong luôn anh ơi. Anh trai này mới tới nữa nè cô chú anh chị. Rồi vô đây luôn anh. Rồi vô đây. Đây đây ngay. Qua đây con. Phong thủy. Phong thủy. Rồi lên luôn anh ơi. Rồi xong rồi anh ơi. Còn gì nữa kìa, tới chưa con nó liền rồi đấy vậy. Ừ, hết xong mà đưa lên tới nhà luôn rồi chú anh chị ơi. Hết đưa vô nhà luôn hả? À. Rồi con chào chú nha. Chú ơi hơi nghiêng rồi, cái đằng sau nè. Dạ để cho ngay lại chú, hụt lên hụt lên. Dạ để hơn nữa về rớt gạo. Dạ em chào chị. Ừ, còn 4 phần nữa. Hiện tại là còn 5 phần cô chú anh chị. Cái đây là cái video của Hiền Tiên kết thúc. Thì chút nữa là Tiên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình ở nhà của anh Niêu phát gạo cho bà con ha.